Bây giờ nhiệm vụ của anh đầu tiên sẽ là phải chọn ra giống nhất, sau đó là đến ấn tượng nhất. Vậy thì không sao đâu, mình không có giải cũng không sao. Dạ, không vui sao vẻ không quạo. Vui vẻ không quạo. Anh sẽ quyết định giải mà giống nhất sẽ dành cho cặp của hai bạn này. Vâng, xin mời hai bạn bước lên sân khấu và kính thưa quý vị, cô dâu chú rể đang tiến bước lên lễ đài. Chúc mừng hai bạn. Đây, cái này để cho bạn nam cầm đi. Hình ảnh ấn tượng nhất về đội của Thành. Tại vì Thành là có công chỉnh sửa rất là kỹ lưỡng, rất là trời, dán tạm siêu anh hùng. Đúng, dán quẹo hơi bị đúng. Xin mời. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, chúc mừng Thành và Phi. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, em xin nhận. Dạ, em cảm ơn mọi người. Dạ, cảm ơn các bạn nhiều. Dạy tôi whisky, dạ cảm ơn mọi người. Dạ, cảm ơn mọi người. Hai mình ăn mình nha. Ở đây là Đà Lạt được mệnh danh là thành phố mộng mơ, thành phố của tình yêu, cho nên là theo như lời nguyền thì người ta cứ nói là yêu nhau mà đi Đà Lạt về là chia tay. Nhưng mà anh muốn chúc các bạn ngược lại, đó là các bạn có thể tìm thấy tình yêu đích thực của mình ở thành phố này. Cảm ơn các bạn. Chiều hôm ấy, một cơn mưa bất chợt kéo đến, khiến Đà Lạt đá lạnh lại càng lạnh hơn. Và trong cơn mưa lạnh ấy đã có một câu chuyện nho nhỏ trong phòng các cô gái. Hình như mình thích chị Ly. Ừ, đúng hả? Sao em biết? Biết giờ nhìn Ly quá. Mình biết liền hả? Nhưng mà kiểu nó dối lòng á. Làm ra cho mọi người hoặc là cặp đôi bí ẩn á. Ừ, nhiều quá. Nhiều quá. Hay là em? Trời trời. Chị nghĩ em với ai? Chị đoán đi, chị nghĩ em Thành. Nghĩ sao vậy? Không mà nghĩ sao em với anh Thành trời. Em với mình. Mình gu em đúng không? Hả? Trời ơi, nghĩ sao em mình gu em vậy? Không mua hoài được. Tính rồi không mua hoài được. Cơn mưa rồi cũng qua đi, đốm lửa trại và tiếng đàn hát đã giúp các thành viên xua đi cái lạnh của đêm Đà Lạt. Em xin đừng nhắc nữa, trời đang nấp vất mưa. Yeah. Kỷ niệm mấy năm mình giúp nhà đây cho nên em đã mất chưa? Hai năm là xa lắm. Tay của các bạn đâu rồi? Đưa hai tay lên nào. Mọi người nhau bằng nha. Anh lòng bà Vi nhá. Anh chỉ muốn được hôn bà vợ em. Đây em xa rồi, anh xa rồi, anh mơ một chút mà thôi em. Anh tin người ta là tốt nhất, anh cũng là tốt mà chứ phúc. Đã được rồi, đừng cần làm nữa mà làm mọi thứ nãy anh tới đây. Anh quên những thích chưa? Anh không làm thích cho mình thích. Anh biết yêu một bài ca ghi hết tạp tiết. Anh biết một ngày hả em ơi, đợi nơi mà chơi vơi không tới đây. Anh sẽ biết được em, anh biết được hương mà thương. Anh biết cảm ơn mà thương đường đông này. Anh biết được mà đâu đây. Cô ta trao nụ hôn đầu. Em ước gì anh thấy em không? Vì em cố chấp nên cố gắng theo tình yêu ấy. Nên hôm nay em đã chấp nhận rời xa kỷ niệm. Bên ánh lửa trại, các bạn đã đề ra trò chơi 5 ngón tay. Tất cả đều giơ ra 5 ngón tay. Mỗi người sẽ hỏi một câu. Các thành viên nếu ai trả lời là có thì sẽ phải cụp một ngón tay xuống. Và trong trò chơi nhỏ này có những góc khuất đến giờ mới được biết tới. Mọi người có ai bị cấm sượng? Sượng hả? Sượng, sượng, sượng. Sượng, sượng. Có ai bị cấm sừng? Cấm sừng. Yeah, I was. Cấm sừng, ok, vậy xuống hả? Ai xuống? Không có ai xuống à? Trời ơi, cái chương trình cái gì đó mà cái... Sáng nay, các thành viên sẽ dời qua một chỗ ở mới. Mèo rồi. Không thấy dày vậy mọi người.
Dậy đi. Hôm qua giờ có cho con ăn đồ ngon không hả? Ta ăn đàng hoàng nha. Em phải gì nè, em phải bỏ trong đây hành với lại tỏi để cho nó ướp ướp, cho nó thơm thơm thiếu, đúng không? Rồi em cho nó ăn những cái chất dinh dưỡng ngon nhất có thể. Tối nay mình sẽ quay quanh cửa hồng. Em cho nó nhà. Vậy luôn, tính đến vậy luôn. Hay lắm, nước bị hay lắm. Nó bị hỏng hốt. Nó meo hoài vậy đâu. Nó hoảng hốt với cái sự quay quanh lửa hồng của anh á. Ủa chứ cái... lấy ra bồng nó không được hả? Anh bồng đi. Nó nhảy với em. Nó nhảy vậy thôi anh đừng bồng. Để anh bồng em. Để anh bồng em. Sợ quá đi trước nè. Chào mừng các bạn đến với phim tình 1991 nha. Hello. Hello anh. Là chìa khóa của bạn nữ. Dạ. Dạ em cảm ơn. Dạ cảm ơn anh. Ông đẹp vậy. Trời ơi đẹp quá. Thấy hết sao ta? Thấy sao ta? Có màn. Dễ thương quá. Dạ em cảm ơn anh. Trên đường em chị ở chung. Các bạn nữ được ưu ái ở hai căn phòng đẹp nhất của homestay Đà Lạt Vintage 1991. Đây là một homestay kết hợp giữa phong cách cổ điển và sơn vườn, mang lại một cảm giác vừa hoài niệm vừa thư giãn cho khách lưu trú. Qua thăm nhà hàng xóm nè. Ủa bên này. Ủa tại sao anh em lại được ở dễ thương như vậy? Bên này mà. Đây nè mấy bạn ơi. Rồi mời mấy chị em mình bỏ dép ra cho tham quan nha. Ôi có cỏ nữa là trời gì vậy? Trời ơi đẹp quá mọi người. Thèm quá à. Em nói là thế nào cũng hóa hẳn nè. Không dễ thương như phòng nữ, phòng các bạn nam thì mang lại sự thư giãn và ấm cúng. Trong bữa ăn trưa nay, mình đã có một phát hiện bất ngờ. Tao, mặc đồ đôi bị lộ rồi kìa. Đọc thơ bí ẩn, đọc thơ bí ẩn. Là tính kể cái này đã bị lộ rồi. Mà lỡ ngang, lỡ. Gấp quá, chuyện phòng gấp quá. Thế là trong suốt buổi hôm đó, Lily và Austin đã liên tục bị anh chàng Minh tinh quái gài bẫy. Em. Hả? Sao để cho chú Tinh nói chuyện với lại con gái gái? Ủa? Tại sao em có quyền gì? Ồ, mình phải ghen chứ. Tại sao em phải ghen? Phải chứ. Đúng không? Bây giờ em đang ghen anh nói chuyện với lại chị Lily đây nè. Em thấy nãy giờ từ lúc trong quán ăn tới giờ đó. Ly. Ơi. Anh tèo body sẵn chắc. Em không biết gì đó. Em không biết gì. Các thành viên được đưa đến quán The Choco Đà Lạt. Tại đây, Thành đã chứng tỏ mình là chàng trai ga lăng với các cô gái. Dạ mời anh xuống. Dạ. Cảm ơn anh. Và cả với các chàng trai. Ông vô, ông vô. Vô cái gì đây? Mình vẫn chưa chịu buông tha cho Austin và Lily. Nhìn em mà anh lại nhớ bạn trai của em. Anh ấy ngon làm sao? Body sao muối. Cao 1m83. Tóc dài. Nói giọng lợ lợ. Ôi với một cái tên thật là quyến rũ. David Tèo. Con gái giống như là cây xương rồng vậy. Em là cây xương rồng. Đúng rồi, Lily giống như là cây xương rồng vậy đó. Thôi đừng nói chuyện anh nói chuyện. Đúng như là phụ mỏ đó. Anh nói xin nhìn kìa. Đúng như là phụ mỏ đó. Ừ. Đó chưa, nghe chưa. Trời trời, đấu đùa được. Đấu đùa được. Thôi, qua tỏ tình. Em muốn gì? Mình muốn cướp Lily khỏi từ tay của bạn. Thử cướp đi. Rồi, bạn có ý kiến gì không? Anh thả đây luôn á. Cướp đi. Coi cướp được không? Mời. Mời luôn. Lily á, tuy không có dễ thương,
nhưng mà được cái đẹp gái. Rồi sao nữa? Lily ít nói, nhưng mà Lily cũng không thích nói nhiều. Ông nói cái gì? Chúc tôi tập Lily. Thôi chị, thôi cái gì đó, nói tốt quá, em nghĩ đi, em nghĩ có chuyện tốt không? Em giống như vậy nè, về, thôi đừng giận. Được rồi, được rồi. Thiệt luôn á, giận được. Hiện tại thì mình đang nghi ngờ Vi với lại Austin. Như là kiểu như mọi người cứ treo mình như anh Austin á, là treo cho vui thì mình cũng chỉ là hòa theo, là mình cười thôi, nhưng mà kiểu mình thấy được mặt Vi ghen. Xin chào tất cả các bạn. Chào anh ạ. Hello anh. Chào mừng các bạn đến với thành phố Đà Lạt thân yêu ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì mình xin tự giới thiệu, mình là Khánh, là quản lý của nhãn hàng The Choco. Hôm nay anh sẽ có một cái thử thách nhỏ dành cho các bạn. Thì anh gửi thư cho bạn này đi. Cuộc thi chụp ảnh đôi. Các bạn chia thành 4 cặp nam nữ. Mỗi cặp sẽ tìm ý tưởng để thực hiện một bức hình cover theo một poster phim nào đó. Cặp đôi có bức ảnh giống bản gốc và ấn tượng nhất sẽ được một phần thưởng bất ngờ từ The Choco Coffee. Hết. Vậy là bây giờ mình phải chia cặp đó hả? Chúc các bạn may mắn. Anh thử coi cho tụi em ai hợp anh chia cặp giùm. Ok, vậy thì anh sẽ dựa theo con mắt của anh lần này ha. Dạ. Anh sẽ chọn bạn này đầu tiên. Và bạn... và em luôn. Rồi, quá đẹp đôi luôn. Cảm ơn anh. Anh Thành ơi, xơi đâu tụi mình cũng có nhau hết vậy. Tiếp theo bạn ở gần anh. Rồi, hai bạn áo đen với nhau đi. Quá rồi. Tôi biết ổng luôn á anh. Anh để ra lỗ cho rồi. Tiếp theo là hai bạn đội mũ đen. Và cặp đôi cuối cùng là bạn nam này và bạn đội mũ trắng. Em có thể mượn cái này được. Dạ được. Dạ dạ. Rồi ok, 1, 2, 3. Trời ơi, trời ơi. Các bạn. Dạ chào anh. Hello anh. Thì ở đây anh sẽ có hai phần thưởng. Phần thưởng thứ nhất là set bánh và sô-cô-la để dành cho cặp đôi nào có hình ảnh giống với lại hình ảnh gốc nhất. Và phần thứ hai là một hộp sô-cô-la vị whisky dành cho cặp đôi mà có hình ảnh ấn tượng nhất. Rồi bây giờ các bạn cho anh xem hình với. Thôi vừa cặp đôi, xin mời tôi đi tèo. Đây là hình gốc đúng không? Và đây là hình của các bạn. Một nắm tay rồi tình tứ giữa ta. Đúng là cặp đôi bí ẩn của mình. Rồi, tiếp theo tới em à, cho anh Trinh lên thuyết trình luôn nè. Tại cái chụp okay, em gọi okay. Em cực lắm luôn á. Rồi, xin mời em. Em sẽ cho anh coi poster trước là poster cua đại dạ bầu. Rồi, à, anh thấy không? Thì Trấn Thành có tóc quăn rồi, áo đi học rồi này okay, nọ đó okay, hả? Okay. Thì em mới cover lại nhưng mà em không có tóc quăn. Thì em phải lấy cái trái từ cái quấy của anh nè, đó, để làm tóc quăn. Thì ra là vậy. Nói chung là có đầu tư, rất là có đầu tư. Ok, vỗ tay. Đây là poster gốc. Avenger. Em cặp em có bao nhiêu người? Dạ, dạ ở đây là góc nha. Anh góc dạ. Ở đây là anh phải. Đây. Các bạn thấy giống siêu anh hùng chưa? Trời ơi, chỉnh sao giỏi quá vậy? Lần cái đi anh đó mà Galaxy Fold 2 này các bạn. Đó. Rồi ok. Đó, còn một cặp nữa anh xem luôn nha. Giấu luôn. Mình giấu luôn. Gì kỳ vậy? Bỏ cuộc. Sao lại ngại? Bỏ cuộc luôn hả? Rồi ok. Rồi. Đây là anh góc phim Hậu Duệ Mặt Trời. Ồ. Xấu lắm. Đây. Còn cái này nè. À, không có gì. À dạ ok, nó không có đây. Gì đó. Ồ. Trời trời. Được của nó. Bây giờ nhiệm vụ của anh đầu tiên sẽ là phải chọn ra giống nhất. Sau đó là đến ấn tượng nhất. Vậy thì không sao đâu, mình không có giải cũng không sao. Không vui sao vẻ không quạo. Vui vẻ không quạo. Anh sẽ quyết định giải mà giống nhất sẽ dành cho cặp của hai bạn này. Ôi trời ơi, trời ơi. Rồi xin mời hai bạn bước lên sân khấu. Và kính thưa quý vị, cô dâu chú rể này tiến bước lên lễ đài. Thành
chúc mừng hai bạn. Đây, cái này để cho bạn nam cầm đi. Hình ảnh ấn tượng nhất về đội của Thành. Tại vì Thành là có công chỉnh sửa rất là kỹ lưỡng, rất là trời, dán tem siêu anh hùng. Dán quen hơi bị đốm. Rồi, xin mời. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, xin chúc mừng Thành và Phi. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, em xin nhận. Dạ, em cảm ơn mọi người. Dạ, cảm ơn mọi người. Dạ, tôi whisky. Cảm ơn mọi người. Dạ, cảm ơn mọi người. Hai mình ăn mình nha. Ở đây là Đà Lạt, được mệnh danh là thành phố mộng mơ, thành phố của tình yêu. Cho nên là theo như lời nguyền thì người ta cứ nói là yêu nhau mà đi Đà Lạt về là chia tay. Nhưng mà anh muốn chúc các bạn ngược lại, đó là các bạn có thể tìm thấy tình yêu đích thực của mình ở thành phố này. Cảm ơn các bạn. Chiều hôm ấy, một cơn mưa bất chợt kéo đến, khiến Đà Lạt đá lạnh lại càng lạnh hơn. Và trong cơn mưa lạnh ấy đã có một câu chuyện nho nhỏ trong phòng các cô gái. Hình như anh Minh thích chị Ly. Ừ, đúng hả? Sao em biết? Biết giờ nhìn anh liếc hả? Em biết liền chứ. Nhưng mà kiểu... Nó dối lòng hả? Kiểu... Làm ra cho mọi người hoặc là cặp đối với em á. Ồ, nghiêm quá. Nghiêm quá. Hay là em? Trời trời. Anh, chị nghĩ em với ai? Chị đoán đi, chị nghĩ em Thành. Nghĩ sao vậy? Không mà nghĩ sao em với anh Thành trời. Em với anh Minh. Minh gu em đúng không? Hả? Trời ơi, nghĩ sao Minh gu em vậy? Không mua hoài được. Tính là không mua hoài được. Cơn mưa rồi cũng qua đi, đốm lửa trại và tiếng đàn hát đã giúp các thành viên xua đi cái lạnh của đêm Đà Lạt. Em xin đừng nhắc nữa, trời đang nó phất mưa. Kỷ niệm 2 năm mình giúp nhà đây cho nên em đã mất chưa. 2 năm là xa lắm. Tay của bạn đâu rồi? Đưa hai tay lên nào. Hỏi bên nhau bạn nha. Anh lòng bà Vy nhá. Anh chỉ muốn được hôn bà vợ em. Đi em xa rồi, anh xa rồi, anh mơ một chút mà thôi em. Anh tin người ta là tốt nhất, anh cũng là phúc mà chúc phúc. Đã được rồi, đừng cần làm nữa mà làm mọi thứ nữa. Anh tới đây, anh quên những thích chưa. Anh không làm thích cho mà thích. Anh biết, cậu thích cho nên phải anh thích. Anh biết tiếng yêu và bài ca ghi hết là tiếng. Anh biết một ngày nào em ơi, đợi nơi mà chơi vơi không tới nơi. Anh sẽ biết được em, anh biết được hương mà thương. Anh biết cảm ơn mà thương mình đông này. Anh biết được mình đâu đây. Cô ta trao nụ hôn đầu. Bên ánh lửa trại, các bạn đã đề ra trò chơi 5 ngón tay. Tất cả đều giơ ra 5 ngón tay. Mỗi người sẽ hỏi một câu. Các thành viên nếu ai trả lời là có thì sẽ phải cụp một ngón tay xuống. Và trong trò chơi nhỏ này có những góc khuất đến giờ mới được biết tới. Mọi người có ai bị cấm sườn? Sườn hả? Sườn, sườn, sườn. Sườn, sườn. Có ai bị cấm sườn? Cấm sườn. Yeah, I was. Cấm sườn, ok, vậy xuống hả? Ai xuống? Không có ai xuống à? Trời ơi, cái chương trình gì đó mà cái mọi người lại nhạt nhẽo vậy trời. Thiệt luôn, không ai thú vị. Chuyện đó. Ủa đây có nè. Mà anh phải kể về câu chuyện ở đây. Đúng rồi. Xưa anh quen cái bạn kia mấy năm rồi, cũng tính gần cưới anh ơi. Thì một ngày anh qua bài đợi, bài nó mấy tiếng đồng hồ mà anh bí mật anh không có gọi. Anh tính là bất ngờ. Nhưng mà anh đợi từ 4 giờ chiều đến tận 3 giờ rưỡi sáng hôm sau mới về. Thì lúc anh đi ra thì anh nghe cái cô bán nước ở ngoài nói là hồi chiều có thấy là lên taxi đi đâu rồi. Thì anh cũng nghĩ chắc đi làm mà đi công tác thôi. Thì sau đó mới biết là ngày hôm đó thì cô ấy đi ra mắt gia đình của người yêu mới là Việt Kiều.
Em có thấy có nhiều câu chuyện kiểu như là em nghĩ là chỉ có trên phim thôi mà. Do cuộc đời anh nó dựng thành phim nó sẽ bi kịch hơn cả cô dâu mình. Anh có nghĩ là do ba mẹ cô ấy không? No. Cô mẹ ba ấy rất là thích anh. Đủ anh về nhậu hoài. Mà đã trên 21 hết rồi mà đúng không? Trên 20... đâu, bé ý nhỏ nhất 19 tuổi kìa. Đâu sao cứ chơi đi không? Căng quá, ok. Ở đây những người trên 21 tuổi. Ủa gì hỏi xong rồi bé ý lời dữ vậy? Giờ cứ hỏi đi, bé ý không có, bé ý bỏ ra xuống. Coi đã từng... Mẹ em 20 nha. Thôi vậy, đi đổi con hát đi, trời mệt quá trời. Người ta dồn ý vô cái câu mà làm rất quá. Thiệt, em nói trước là em 20. Yes, yes. Dạ, ok. Vậy em được loại trừ câu hỏi này nha. Câu hỏi là dành cho những người trên 20. Ủa? Có ai đã từng mất đi bác sĩ Yes sau 21 tuổi rưỡi như tôi không? Từ từ nha, cái câu hỏi đó mà tế nhị mình cắt rối ghê. Ủa sao hỏi bạn câu ai đã quan hệ rồi đi trời. Ảnh thêm vô cho có mặn mà còn có mặn đâu. Đó là cái câu chuyện của bữa đại tôi. Tôi đủ mặn nhục rồi quý vị ơi. Bà đảo mặt luôn, đảo mặt luôn. Rồi, bây giờ lần lượt. 21 tuổi tôi còn tin là má tôi hùng mô có bầu. Đây là lý do. Minh lợi với ta. Rồi đến mình đó mình. Có ai có tình một đêm chưa? Đó, được đó, câu hỏi này hay đó. Câu hỏi này hay đó. Mệt quá. Thở tình đó đi em. Ở nhà Austin kiểu thoải mái về mấy chuyện đó thôi. Trong mắt Austin mấy chuyện đó bình thường. Miễn là mình không có dùng, giống như ví dụ họ thích mình, cái mình dùng cái đó, cái thế để ngủ với họ thì cái đó mới sai. Đêm đã khuya mà các cô gái vẫn còn nhiều chuyện để nói. Bất chợt một cô gái bỏ đi hẹn hò khiến các cô gái còn lại xôn xao. Mọi người em đi nha. Có gì vậy? Chung nữa được không? Ở mình em à. Thôi đi vậy. Có sợ là đi. Một. Hai anh. Lời không? Có lẽ nào? Ủa? Gì đâu? Ừ thì có gì đâu. Đi luôn hả? Thì là đi luôn. Đi đâu đi luôn. Không, em nghĩ là chắc Austin với mẹ họ muốn gặp riêng á. Ừ thì sao ngồi số. Trời, trời. Trời, cái gì? Có gì đúng không? Đâu. Mệt mà mắm thì gì đâu. Biết đâu được, người ta nhìn ánh mắt nhau, thích nhau thì sao? Ghê vậy trời. Vậy là sau chương trình này sẽ có người thành đôi hả? Gì ghê vậy? Chơi không có đâu đùa được chơi. Phải ứng gắt hơn. Ừ. Nó gắt hơn, có vấn đề. Đâu phải ứng nào cũng gắt luôn. Ừ. Chương trình như phải ứng em là ổng gắt á. Hay làm quá, bị mắc làm quá. Mắc làm lố hơn người ta. Thích đi bộ không? Ờ, đương nhiên rồi, anh lơ. Ok. Thích đi bộ không? Anh thích chạy hơn. Chạy hả? Ờ, chạy không? Trời. Trời, có cái chuyện không? Tự chạy hả? Ờ, sao mấy người đó đổi cái kìa. Mang về, dép gì? Em mang về. Một, hai, ba chạy nha. Không mấy người kia chạy theo tội nghiệp người ta. Thôi, thử đi. Một, hai, thề nữa nha. Cái mấy cơ. Chẳng ai chạy theo. Vô đây có tìm con gái thì không trời. Hả? Ai dắt anh vô con đường này? Ai biết. Ai đưa anh đi thi ở vô cái chương trình này? Cái là bí mật của anh. Từ ngay rồi nha. Chưa. Minh cứ chọc anh chị Lily hoài. Hả? Mà hai người nhìn đẹp mà, nhìn giống không? Nhau nữa. Đẹp, chị Lily đẹp á. Nếu mà không phải bí mật, không phải kiểu mà cặp đôi bí mật á thì hai người có thể mà. Chỉ có nhận thấy là tình chị Lily. Đúng không? Anh là cả không? Ừ, anh cả. Nhà anh mấy anh chị em? Nhà anh ba anh em. Nhà em sáu. Ồ, vui vậy? Nhà em út mà. Em út. Ồ, trưởng nam út nữ, ừ cũng hợp á. Ủa anh, gì vậy? Không, anh nói vui vui đó. Tại vì bắt đầu lên đám cưới á. Đang vui. Là anh thấy người ta hay ghi là trưởng nam thứ nữ mà trưởng nam út nữ. Ừ, để ừ. Thấy nó cũng thú vị, cũng vui. Mưa. Để anh lấy dù cho. Lấy dù mà nói chuyện hả? Lâu lâu được dịp tắm mưa Đà Lạt. Ok.
Muốn chưa? Đi lấy đi. Đấy, em gọi xích vô đi, em đợi xíu. Mưa thì anh có thể chịu được, chứ anh để em mướt thì anh không thể. Không, cái gì chứ, tại ba anh vậy, đàn ông mình phải ga lăng với phụ nữ. À, đúng rồi. Tạo kiểu ông quê gì đó, ấn tượng đối với phụ đúng nữ á. Anh có ga lăng không? Ga lăng hả? Ừ. Ga lăng nhất trên đời nữa. Thiệt không? Thiệt. Lâu lâu không có ga lăng mình. Thường là sẽ ga lăng. Ga lăng là sẽ làm những hành động gì biết không? Anh biết nè. Ừ. Anh chỉ biết là hành động của anh. Anh nói là kiểu như anh chỉ ga lăng với người... Tất cả mọi người. Tất cả mọi người. À. Những lúc họ... Với em á, nếu đàn ông mà ga lăng tất cả mọi người tốt hơn, em thích hơn hay là một người mà ga lăng với em thôi? Tùy trường hợp. Tùy trường hợp đó. Nếu đối với những người yêu thương á, thì ga lăng thì bình thường thôi. Còn kiểu như mà... Dụ giờ trước mặt bạn gái của anh đi, bạn gái anh nha, mà anh lại đi ga lăng thì ga lăng ở mức độ vừa phải thôi, kiểu mức độ 100% đúng không? Là kiểu chỉ 40-50 thôi, còn đối với bạn gái thì 100% là đúng rồi. Kiểu mà trước mặt bạn gái mà tự nhiên đi ga lăng gì khác trời. Ghen hả? Tính xấu mới phát hiện ra rồi. Tính xấu là tính xấu được. Sau khi tiếp xúc được 2 ngày thì mình cảm thấy anh Tin là một người... mặc dù anh Tin lớn tuổi nhưng mà... anh tính tình rất là trẻ con. Nhớ hết mưa. Ừ. Đợi chút đi, lát mưa dần tiếp. Cái... cũng hên hôm nay kiểu em cũng chỉ có nói chuyện. Trời anh mừng hết lớn luôn cái lúc mà ở bên chợ á. Trời, anh đưa áo lạnh cho em nhận trò vui. Cái người đưa cho em á là anh gì à? Anh Nhân. Nhân. Sao anh còn bảo là áo của anh? Em nghĩ có khi nào? Em nghi nghi rồi. Trời ơi. Nếu áo mà... dày với lại đi giống kiểu đi phượt đó, làm sao mà áo anh Nhân được đúng không? Nếu mà nói chung em chịu mặt anh mừng. Rồi xong cái lúc nói là đổi đầu là đang đảo đầu cho, em cũng chịu. Anh vui còn chết. Ủa vậy là vui lắm á hả? Anh là những người có thể có những niềm vui từ những thứ nhỏ nhặt. Mình tận hưởng cuộc sống một tí. Chứ già chải rồi, nhiều quá rồi. Giờ cái gì vui được mình cứ vui thôi. Mình không muốn cầu kỳ như phải chúng độc đắc hay là gì hết. Kiểu như là mình gặp một cái người mà mình hơi mến mến đi. Họ chỉ cần có một cái hành động đó thôi. Vui quá. Cậu vui quá, sáng là vui kiểu vậy á. Em hiểu. Rồi xong cái lúc sau, lúc mà đi chợ em cũng có tương tác với anh rồi, cũng vui. Vui hơn được miếng. Rồi giờ nói chuyện với em thì anh không biết là sao nữa. Ủa? Vui hơn được miếng xong cái giờ nói chuyện không biết sao nữa là sao? Ý là nãy giờ tim nó không đập. Tim không đập? Ủa mọi người, tim không đập? Em không biết có những cái khoảnh khắc là tim nó đập nhanh đến mức mình tưởng nó không đập không? À là anh đang đập nhanh đó hả? Hên nãy giờ em không nghe mà anh dậy quá nó che lại, hay quá. Còn ngủ của anh thì chắc em biết rồi đúng không? Để em đoán xem coi em có nhớ hết cái gù của anh không nha. Ok. Nhỏ con nè, đúng nha, ngoan. Đúng rồi, là đúng rồi. Ngoan. Nè nè nè, để em thật lại cái câu đó cho. Em cứ ở nhà ngoan thôi, mọi thứ để anh lo. Chỉ còn yêu thôi, còn thế giới anh lo được. Đúng không? Xuất sắc. Nhưng mà cái chữ mọi thứ nó sửa lại đi là cả thế giới. Cả thế giới để anh lo. Anh chấp hết. Cần hết. Chọn không anh? Ok. Vậy là thêm được cái trí nhớ tốt, ok đó, một cái điểm tốt của hả? Em, ok. Có người khen em trí nhớ tốt mừng quá. Mưa đúng không? Em không sợ bị ướt đâu, đừng lo. Em cứ ngồi đó, mưa để anh lo đúng không? Em cứ ngồi đó tắm mưa để anh chơi. Em có thể mượn tay em được không? Tay em? Bất kỳ tay nào em đặt lại thử thôi. À là thử coi lạnh hay không hả? Còn lạnh luôn trời. Không có lạnh đâu. Không có. Dạ em xào tay em thấy sao? Tay anh nóng. Nghĩa là ngồi kế em là cái chất xúc tác gì làm người nó nóng hơn. Không, ý có nghĩa là đừng có nghĩ lên, đừng nghĩ bậy ha. À, mình là ném, nóng em, trong em lòng. Em nghĩ bậy rồi. Em ném nghĩ bậy. Vậy nó mình hồi hộp á, tim mình đập á. Tim đập nhiều, tim đập mạnh á, người mình nóng lên. Đó là vậy á. Sự ma sát của trái tim á, nó làm nóng lên. Sến xuống rồi đó, sến tới rồi đó. Hơi ngượng. Đó.
Anh thông cảm đi, tại vì giờ anh không biết nói gì mà nói cục xúc quá thì kỳ. Nếu không hẹn với người đẹp thì không thể nào mà nói gì cục xúc. Anh mở tay không? Không. Mở tay mở xuống. Anh có thể ôm cái, lộn, anh có thể cầm vô cả ngày cũng được, anh xin lỗi. Ôm cái này là ôm cây á. À ôm cây. Đứng ôm cây cả ngày ôm cũng được. Ôm cây dù. Cái khung cảnh đó, đối với mình thì có thể lãng mạn, nhưng có thể đối với người khác thì nó lãng sạn, nhưng mà thôi kệ. Miễn là người đang ngồi chung với mình, người ta thấy vui và thoải mái, nhưng mà chia sẻ những câu chuyện thì với mình nó có là cái gì đó nó thành công. Nói chung cũng vui vì hiểu mà Lily được nhiều hơn. Anh Thành là người ấm áp, biết quan tâm, hiểu chuyện, khá là ga lăng. Thực sự mà nói thì mình cũng chưa có dám khẳng định được, nhưng mà mình có thể nói là mình có cảm tình với hai bạn, đó là Lily và bạn Ý. Bye bye. Ok, đi bạn, còn mình còn hộ tống bạn mà bạn. Dịch vụ security 24/7. Nào anh Thành rất là ga lăng luôn. Thấy không? Anh làm được vậy không? Hả? Anh làm được vậy không? Không, chắc anh bắt bé đó cầm dù. Anh bắt bé đó cầm dù hả? Vậy sao nó ga lăng nhất trên đời? Hả? Trong đầu anh thôi. Anh biết làm sao rồi ông ơi. Anh Thành trưởng thành và biết quan tâm theo đúng cái gu của mình, cho nên là mình cảm thấy ấn tượng với anh Thành nhất. Người mà có biggest impression đó là hiện tại chắc Lily. Mưa rồi. Hết mưa rồi. Rồi ok. Thank you anh. Đưa anh ở về anh trốn. Vậy luôn hả? Quy tắc là sự bất khả tối thiểu của một chàng trai thôi. Xem ra một cuộc cạnh tranh đã bắt đầu giữa hai chàng trai lớn tuổi nhất nhóm. Ai sẽ là người giành được trái tim của Lily? Các thành viên vừa chuyển đến nơi ở mới thì một sự trùng hợp tình cờ khiến cho Minh bắt đầu nghi ngờ Austin và Lily. Đêm lửa trại đã giúp các thành viên bày tỏ được những góc khuất trong tâm hồn, và những cuộc hẹn sau đó đã bộc lộ những đổi thay trong câu chuyện tình cảm của các bạn. Cả Thành và Austin cùng hướng về Lily, mình cũng bắt đầu để ý đến Lily. Đã bắt đầu có sự cạnh tranh giữa các chàng trai,